kinh văn kỳ nhân bồn bất giác chi ma trước diệt ngôn tự đắc vô thượng niết bàn lai bì cầu âm thiện nam tử xứ phu tòa thuyết pháp linh kỳ thính nhân các chi bản nghiệp hoặc ư kỳ xứ ngữ nhất nhân ngôn nhữ kim vị tử dĩ tác xúc sanh sắc sử nhất nhân ư hậu đạp vĩ đốn linh kỳ nhân khỏi bất năng đắc ư thị nhất chúng khuyên tâm khâm phục hữu nhân khởi tâm dĩ tri kỳ triệu Phật luật nghi ngoại, trùng ra tinh khổ, phỉ báng tỷ khiu mạ lị đồ chúng, kiết lộ nhân sự, bất tự cơ hiểm, khẩu trung hảo ngôn, vị nhiên họa phúc, cập trí kỳ thời, hào bị vô thất. Việt dịch, người này vốn không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình đã chứng vô thượng niết bàn, nó đến bên hành giả tham cầu tịch tĩnh, trải tòa ngồi thuyết pháp nó khiến mọi người nghe đều biết rõ nghiệp đời trước của mình hoặc nó bảo với một người ở đó rằng ông nay chưa chết mà đã làm xúc danh rồi bảo người ở phía sau đạp lên đuôi người phía trước bỗng nhiên người kia không đứng dậy được lúc bấy giờ cả hội chúng đều hết lòng kính phục nếu có người móng khởi tâm niệm nghi ngờ ma liền biết ý ngoài luật nghi của phật nó tinh chuyên khổ hạnh phỉ báng tỳ khiêu mắng chửi đồ chúng giao lỗi người khác không ngại chê bai tị hiềm miệng ưa nói họa phước chưa đến khi việc xảy ra quả nhiên chẳng sai mảy may giảng dạ, người này vốn không biết mình bị ma gá vào anh ta tự tuyên bố như ma vương nói là mình đã chứng vô thượng niết bàn lấy cái gì làm bằng chứng để xét đoán người nào là ma vương ở điểm hầu như phần nhiều là ma rất thích tự khen ngợi mình nó nói các ông có biết chăng ta vừa chứng được niết bàn hay có thể nó nói ta vừa chứng được quả vị đầu tiên của hàng a la hán hay là ta đã được quả vị thứ tư của hàng A La Hán rồi, hoặc ta nay đã thành một vị Bồ Tát, các ông có nhận ra không? Ngay khi một người nào tự tuyên bố như vậy, các ông không cần phải hỏi cũng đã biết người ấy là ma rồi. Đức Phật không bao giờ nói, ta là Phật, hãy nhanh chóng đến đảnh lễ ta. Nếu các ông không lạy ta là các ông đã bỏ lỡ một dịp may. Vì ta đã là Phật nên các ông thật đần độn khi không lạy ta bất kỳ kẻ nào tự tuyên bố mình là phật là bồ tát là a la hán thì người ấy là ma chứ chẳng phải là gì khác quý vị có thể nhận biết ngay chẳng cần phải hỏi han gì cả đó là lời của ma một đức phật không bao giờ tự cho mình là phật một vị bồ tát hiện thân nơi thế gian không bao giờ tự xưng mình là bồ tát ngay cả khi có người nào tôn xưng họ là bồ tát họ cũng không thừa nhận điều ấy ngay cả khi nếu người ấy là phật và có người bảo tôi biết ngài là phật họ cũng không công nhận điều ấy người đã thật sự giác ngộ không bao giờ thừa nhận với người khác việc mình đã giác ngộ nếu có người nói tôi là người giác ngộ thì đừng có bận tâm với người ấy người ấy không xứng đáng so sánh ngay cả một con vật đừng có nghe lời khoác lác và tự đề cao mình như thế Nghe giảng kinh là để tự trang bị cho mình một cái kính chiếu yêu, nên một khi yêu ma quỷ quái hiện hình, các ông liền biết rõ ngay về nó, còn nếu các ông không hiểu rõ Phật pháp thì sẽ không biết được những gì nó nói nên liền bị nó đánh lừa. Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tĩnh, trải tòa ngồi thuyết pháp, khi anh ta người đã bị ma gá đến bên hành giả tham cầu tịch tĩnh nó trải tòa thuyết pháp nó khiến cho mọi người nghe đều biết rõ nghiệp đời trước của mình mọi người đều có cảm giác biết rõ được mình như trong giấc mơ mình là gì là ai trong đời trước có người nói trong một kiếp xa xưa tôi là con chó giữ nhà có người nói tôi là con mèo có người khác nói tôi là một con gà người khác nữa lại nói đời trước tôi là một con bò chẳng có ai là người cả